Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Ghế sofa gỗ MDF cấp thành giường của nội thất Viva tích hợp nhiều tính năng thông minh, sẽ giúp tối ưu hóa diện tích căn nhà của bạn và tạo được sự thích thú cho các thành viên trong gia đình. Được sản xuất theo quy trình khép kín, đảm bảo tối đa những tính năng sử dụng từ cơ bản đến cao cấp. Đặc biệt, điểm nổi bật của mẫu giường gấp này đó chính là phần gầm giường đã được cải tiến để tận dụng làm ngăn kéo dùng đựng quần áo hay chăn màn rất tiện lợi. Ghế thích hợp dùng để vừa ngồi tiếp khách, vừa dùng để ngủ. Diện tích phần ghế ngồi cũng khá rộng rãi. Ở tư thế giường thì kích cỡ của ghế sofa gỗ công nghiệp có một phần tựa ở một bên, đủ để dùng được cho hai người ngủ tương đối thoải mái. Khi gấp lại thành ghế sofa khá rộng rãi, sản phẩm có thể dùng được ở những diện tích phòng khách chật hẹp hoặc trong những không gian nhà chỉ có phòng ngủ kết hợp với phòng khách. Nhằm tối ưu hóa và tận dụng mọi diện tích không gian sử dụng, nội thất Viver đã kết hợp các hộc kéo tiện lợi. Bạn có thể dùng đựng đồ chơi, tạp chí của bé hoặc những mền gối không hay dùng đến. Sản phẩm phù hợp dùng được trong những phòng khách có diện tích tương đối chật hẹp là lựa chọn rất được những vị khách có độ tuổi tầm trung yêu thích. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm hãy liên hệ nội thất Viva qua hotline 0977118799 và 0933118799. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video của chúng tôi. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hương Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977118799, 0933118799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.